cách tính diện tích của hình bình hành, cô mời các con cùng vào phần kiến thức của bài. Các con cùng quan sát. Trên màn hình, cô có hình bình hành A, B, D, C. Cô có DC là đáy của hình bình hành. Đây chính là DC. DC là đáy của hình bình hành. Như vậy, cô có độ dài đáy. DC là đáy của hình bình hành. Bây giờ, các con nhìn cô vẽ tiếp đường cao. Cô có đường cao AH. Đường cao AH này vuông góc với DC. Đây, các con cùng quan sát. Đường cao AH vuông góc với cạnh đáy DC. Như vậy, hình bình hành của cô có đáy DC và chiều cao AH vuông góc với DC. AH cũng được gọi là chiều cao của hình bình hành đấy các con ạ. Để tìm diện tích của hình bình hành, cô và các con cùng nhau sang phần cắt ghép để xem hình bình hành của chúng mình sẽ là diện tích của hình nào và nó bằng với hình chữ nhật hay không. Chúng mình cùng quan sát nhé. Cô có hình bình hành ABDC. A là đáy của hình bình hành, còn H là chiều cao của hình bình hành. Bây giờ cô giáo sẽ cắt hình bình hành này thành hai phần, đó là tam giác ADH và phần hình thang ABCH. Cô sẽ rời chúng sang bên này. Các con sẽ nhìn thấy cô ghép hình tam giác ADH vào với hình ABCD. Các con nhìn xem cô đã được hình gì? Dễ dàng nhìn thấy đúng không nào? Đấy chính là hình chữ nhật đấy các con ạ. Như vậy, hình tam giác này khi cô chuyển sang đây thì cô sẽ thấy DH chính là đáy của hình tam giác.